kênh Địch Cover Technology nha. Thì hôm nay mình sẽ đập hộp để giới thiệu đến mọi người một cái màn hình máy tính của Dell với cái mã của thiết bị, đó là modem D2020H nha. Đó, đây là cái mã của thiết bị. Đây, màn hình máy tính Dell nha mọi người. Đó. Màn hình này thì 19.5 inch nha. Thì có thể nói đây là cái dòng mà thiết kế, sản phẩm thiết kế sang trọng, cứng cáp, màn hình máy tính Dell D2020H này phục vụ tốt cho các nhu cầu của người dùng từ học tập, làm việc tới xem phim giải trí nhẹ nhàng. Đặc biệt là sản phẩm này có mức giá khá mềm, là dòng sản phẩm chất lượng trong tầm giá mà chúng ta không nên bỏ lỡ đó. Thì bây giờ mình sẽ đập hộp ra để review bên trong cái sản phẩm này cho mọi người xem nó như thế nào nha. Đây là cái màn hình. Đây là dây nguồn. Theo Vega HDMI. Đây là cái nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Thì ở bên trong nó có sách hướng dẫn sử dụng. Mọi người có thể hình dung ha. Hướng dẫn đấu nối. Đó. Một cái thiết bị bao gồm cái màn hình máy tính, cái chân đế, cái chân đế cắm vào, dây nguồn, dây Vega HDMI, sách hướng dẫn sử dụng. Rồi sách đó, mọi người có thể thấy ha, sách hướng dẫn sử dụng, sách. Tiếp theo đây là cái nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay nha. Mình sẽ mở ra để cho mọi người thấy. Đó, thì một hộp ở trong thùng nó như thế này. Đây, màn hình máy tính Dell, mọi người có thể thấy ha. Màn hình này thì 19 inch nha mọi người. Đó. Thì cái này mình sẽ gắn vô cái chân đế đó để cho nó đứng lên đó mọi người. Đó. Mình sẽ quay xung quanh cái thiết bị cho mọi người xem ha. Đó, đây là cái cổng. Phía sau. Đây. Cái chỗ cắm nguồn. Cổng Vega. Cổng HDMI đó mọi người. Đó. Thì nó đơn giản như vậy thôi. Đó, mọi người có thể dễ dàng hình dung cái thiết bị. Cái này nó khá là nhỏ, gọn, nhẹ. Đây. Mình sẽ lấy ra cho mọi người có thể thấy nha. Đây là cái đế để mình đặt cái màn hình lên đó mọi người. Đây. Cái này thì nó rời ra, mình sẽ cắm nó vô, đặt lên mình để sao. Vâng, mọi người có thể dễ dàng hình dung một cái thiết bị màn hình máy tính nó gồm những cái chi tiết nó như thế. Thì cái thiết bị Dell này thì mọi người cũng biết rồi, đây là cái dòng sản phẩm màn hình mà đáp ứng hoàn hảo cho nhu cầu làm việc và giải trí nhẹ nhàng của mình.
Thì cái màn hình LED 2020H này nó mang lại khả năng hiển thị rõ ràng sắc nét, lối thiết kế tối giản tinh tế. Chiếc màn hình máy tính này phù hợp với mọi không gian để chúng ta thoải mái sử dụng nha mọi người. Màn hình văn phòng có khả năng hiển thị hình ảnh chất lượng cao, độ phân giải đạt chuẩn HD, cùng với kích thước màn hình vừa phải là 19.5 inch. Chiếc màn hình máy tính này đảm bảo không gian làm việc của bạn luôn được tối ưu, tần số quét 60 Hz, thời gian phản hồi 5 ms, phục vụ hoàn hảo các tác vụ mà bạn cần. Thì màu sắc của màn hình thì chân thật, sử dụng công nghệ hiển thị có chức năng chống chói, tăng độ tương phản, độ chính xác về màu sắc và góc nhìn cho màn hình. Độ sáng màn hình 250 CD trên mét vuông, tỷ lệ tương phản 600.2.1, cung cấp cho bạn những khung hình với màu sắc sống động, đa dạng kết nối với hướng thiết kế đơn giản. Màn hình LED 2020H này nó sở hữu một cổng kết nối hình ảnh qua chữ giao tiếp VGA và một cổng giao tiếp HDMI. Sản phẩm dễ dàng kết nối lắp đặt sử dụng tại văn phòng hoặc là nhà riêng của mình nha mọi người. Đó, thì mình sẽ giới thiệu sơ về cái cấu hình chi tiết cho mọi người xem ha. Thì cái độ phân giải nó là 1600 x 900, thời gian đáp ứng là 5 ms, tần số quét nó là 60 Hz, độ sáng 250 CD trên mét vuông, tấm nền là TN, tỷ lệ tương phản là 600 2.1, góc nhìn 170 độ H trên 160 độ V, cổng giao tiếp là VGA và HDMI. Thì phụ kiện kèm theo của nó gồm có cáp HDMI đây. Mọi người có thể dễ dàng hình dung ha, đây là cái cáp HDMI và cái VGA. Đây là dây VGA nè mọi người. Đó. Và là hai cái phụ kiện đi kèm đó. Loa tích hợp thì không có nha. Cái này nó không có tích hợp loa nha mọi người. Cổng giao tiếp là VGA với HDMI thôi. Trải nghiệm độ sắc nét của màn hình đi kèm với độ phân giải HD, màu sắc hiển thị tốt, phong phú, góc nhìn rộng nhờ công nghệ chuyển đổi trong mặt phẳng cho phép bạn nhìn thấy màu sắc rực rỡ, độ bao phủ tốt, cho dù mình ngồi ở đâu nó chống chói nha mọi người. Này là của chính hãng, từ của chính hãng Dell nha mọi người, cho nên mọi người mình yên tâm sử dụng ha. Thì mọi người mình cần nguồn hàng chính hãng đầy đủ CO, CQ, giá cả cạnh tranh. Hỗ trợ dự án mình có thể là liên hệ với thiết bị viễn thông Nam Thắng để có nguồn hàng chính hãng, giá cả cạnh tranh nha. Đó, thì mọi người mình yêu thích video mình có thể là đăng ký, nhấn chuông, like, comment để tạo động lực cho mình đập hộp thêm nhiều thiết bị công nghệ hơn nữa để giới thiệu đến mọi người nha. Cảm ơn mọi người.